Quý vị, sau 3 ngày xét hỏi, hội đồng xét xử vũ án lừa đảo tại công ty An Khang, thành phố Vũng Tàu đã tạm dừng phiên tòa và quyết định hoãn xử. Theo hội đồng xét xử, lý do hoãn xử là do hội đồng xét xử cần cơ quan điều tra xác minh, bổ sung thêm các tài liệu chứng cứ để tránh bỏ lọt người, lọt tội khi có căn cứ cho rằng vụ án còn có đồng phạm khác. Tại phiên tòa, hầu hết những người góp vốn tại công ty An Khang, thành phố Vũng Tàu đều cho rằng đã có thỏa thuận xong cùng công ty nhận lại tiền góp vốn. Trong đó có 41 khách hàng là bị hại, ủy quyền cho một người tham gia phiên tòa, với yêu cầu xin được chuyển tư cách tố tụng từ người bị hại sang làm nhân chứng của vụ án. Bởi theo những người này, họ không có thiệt hại gì trong vụ án vì đã có thỏa thuận với công ty. Các bị cáo nguyên là cán bộ lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu khẳng định, quá trình xét duyệt 40 hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân do công ty An Khang nộp là đúng quy trình, đúng pháp luật. Do còn thiếu một số căn cứ và cho rằng còn nhiều đồng phạm khác trong vụ án, nên hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ cho cơ quan chức năng của